mọi người, chào mừng đến với chuỗi series Speaking Sample của The IELTS Workshop Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Khánh Minh, giáo viên của khóa Foundation và Freshman của The IELTS Workshop. Và hôm nay chúng ta sẽ xử lý một đề thi Speaking Part 2, đó chính là Describe a person who you spend most time with. Chúng ta sẽ có một số những cue như là Who this person is, what you often do together, and why you spend most time with this person. Tiếp theo mình sẽ có một bài speaking sample mẫu cho các bạn và sau đó chúng ta sẽ nói về một số những cấu trúc hay mà mình đã áp dụng nhé. Ok, so let's go. So when it comes to the person you spend most time with, I guess most people will mention their parents or their siblings, but it's just not the case in my family. As both of my mom and dad were working parents, and I was the only child in the family. So needless to say, I guess that the person I spend most time with would be my grandma. So my grandma has just turned 80 last April, but I must say that she has aged well to still keep a slender figure and a bright mind. So, and unlike the common belief about old people, she catches up pretty well with the newest technology. She is no stranger with text messaging or social networking. And actually, she often keeps in touch with her kids and her grandchildren via Facebook Messenger. And as she lives in the vicinity of my house, I often pay her a visit just to ensure that she and my granddad are well taken care of. So I would normally run some errands for her, like buying some groceries that is too heavy for her to carry, to pay her bills, or just give her a helping hand with the household chores around the house. So, and as I mentioned, she was quite tech savvy for her age, but once in a while, she still need a little help with the settings of the applications and the devices. So I'm glad that I was always there to help her when she needs me. So the reason why I love spending time with my grandma is that she's just a source of wisdom and one of the most thoughtful and experienced person I've ever known. So whenever I am at wit's end or I'm upset, the first thing I do is turn to her for advice and I would pour my heart out to her about everything. So she just knows a thing or two about soothing my nerve, and she can untangle even the most complicated issue I face in my life. So I guess in most cases, thanks to her, I can keep things in perspective and be more considerate in my decision. So I owe her a great debt of gratitude for just be a person who encourages me and mentors me through the momentous decisions in my life. So, vậy đó là phần speaking sample của mình. Bây giờ mình sẽ nói về một số những cấu trúc hay mình đã sử dụng trong bài nói vừa rồi nhé. Đầu tiên để nói về cấu trúc của bài thì mình sẽ chia phần speaking part 2 này thành 5 phần. Đầu tiên chính là phần mở. Tiếp theo là phần Q1, Q2, Q3 và cuối cùng là phần kết. Thì đối với phần mở bài, thay vì mình đưa thẳng đáp án là my grandma, thì mình đã đưa một số thông tin ngoài lề. For example, I was the only child, mình là con một. Và my mom and dad were working parents, ba mẹ mình thì đều đi làm. So do đó, needless to say, nghĩa là không cần phải bàn cãi nhiều, thì mình mới đưa đáp án là grandma. Như vậy thì mình sẽ có thể kéo dài câu nói của mình hơn một chút. Ok, đối với các cue thì mình có một lời khuyên cho mọi người. Đó là thay vì các bạn liệt kê rất là nhiều những ví dụ, giống như có một cái cue mình nói là who that person is, thay vì mình liệt kê là bà tôi sống ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, thì mình sẽ chọn một hai cue, hai cái thông tin quan trọng nhất và sau đó mình đưa thêm những giải thích chi tiết vào đó. So for ví dụ thì cái thông tin là bà tôi là một cái người khá là khỏe mạnh. Age well, thì mình có đưa thêm những cái giải thích ra. Ví dụ bà tôi thì vẫn có một cái slender figure, hoặc là một cái bright mind.
Ok, thì khi mà mình có một số những miêu tả thì có thể là các bạn sẽ cần phải so sánh. Thì bởi vì so sánh là một trong những cách rất là hay để mình có thể mở rộng cái ý của mình hơn. Ở trong cái một cái kêu mình đã nói thì mình có so sánh bà của mình và quan niệm thông thường của mọi người về người lớn tuổi. Thì mình có dùng một mẫu câu đó là Unlike the popular belief, nghĩa là không như quan niệm thông thường của mọi người. Ok, tiếp theo thì khi mà chúng ta muốn nhắc lại, chúng ta muốn refer lại một điểm mà mình đã nhắc đến trước đó, thì đây là một cách cũng rất là hữu hiệu để mình có thể khiến cho bài nói cảm giác như nó có sự liên kết nhiều hơn giữa các ý với nhau. Thì chúng ta có thể dùng cụm từ As I mentioned earlier. Mình đã nói cái cụm từ này khi mà mình muốn kết nối cái ý về bà của mình là một người khá là tech savvy, có nghĩa là khá là rành công nghệ, với cái nội dung là bà mình không có lạ gì với các phương tiện mạng xã hội hay là các phần mềm chat online. Và cuối cùng không thể nhắc đến một cụm từ có nghĩa là rất biết ơn ai đó vì việc gì. Thực sự ra trong nghĩa đen thì cụm từ này có nghĩa là nợ ai đó một lời cảm ơn. Các bạn có thể dùng cụm từ đó là to owe somebody a great debt of gratitude. To owe somebody a great debt of gratitude, nợ ai một lời cảm ơn sâu sắc. Và từ này mình có thể dùng để thay thế cho cụm từ grateful for somebody, để cho câu nói của mình cảm giác như nó sẽ xịn hơn, sẽ ngầu hơn. Và đó là kết thúc phần speaking sample của mình ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã có thể tích góp được một số những cụm từ thú vị để dùng cho bài nói speaking part 2 về chủ đề Describe a person who you spend most time with. Đừng quên để lại comment ở bên dưới cho tụi mình biết các bạn nghĩ gì về video này, cũng như những gợi ý về những cái video mà bọn mình sẽ làm trong tương lai nhé. And don't forget to like, subscribe and hit the little bell here so that you can be informed about our latest video. Goodbye and until next time.